Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với Pixeler. Đây là video hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng di chuyển dữ liệu của Pixeler để copy sản phẩm từ các shop Shopee của mình sang các shop TikTok của mình ạ. Trước khi sử dụng tính năng này, các bạn cần lưu ý 4 điểm sau nhé. Trước hết, bạn cần đồng bộ sản phẩm từ Shopee sang Pixeler, bấm vào nút đồng bộ sản phẩm là ok ạ. Thứ hai, bạn cần xác nhận trạng thái của sản phẩm muốn di chuyển. Thứ ba, sau khi đồng bộ sản phẩm từ Shopee sang Pixeler, bạn cần import sản phẩm từ Shopee vào hộp nháp của TikTok Shop. Cuối cùng, bạn cần chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong hộp nháp, sau đó mới có thể đăng lên sàn TikTok ạ. Và khi import sản phẩm, bạn có thể di chuyển từng sản phẩm một, cũng có thể di chuyển hàng loạt, thậm chí có thể di chuyển cả gian hàng luôn ạ. Nếu các bạn sử dụng di chuyển cả gian hàng luôn thì sẽ hỗ trợ bỏ qua các sản phẩm trùng lặp ạ. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác cụ thể nhé. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Pixeler, các bạn có thể bấm vào mô đun sản phẩm, chọn tính năng trông di chuyển dữ liệu, rồi sẽ đi vào trang di chuyển dữ liệu của Pixeler. Ở đây, các bạn cần lưu ý nhé. Nếu các bạn muốn di chuyển sản phẩm của Shopee của mình, thì ở đây các bạn phải lọc Shopee, rồi chọn gian hàng Shopee. Nếu các bạn có nhiều shop, ở đây có thể chọn một shop để di chuyển ạ. Tiếp theo là trạng thái của sản phẩm trong shop này. Các bạn có thể di chuyển các sản phẩm còn hàng, hết hàng, cấm bán, ẩn hoặc là đã xóa. Các bạn có thể chọn theo yêu cầu của mình nhé. Lần đầu tiên vào mục này, hệ thống sẽ mặc định đi vào trang còn hàng ạ. Tiếp theo, trước khi thao tác import sản phẩm, các bạn cần đồng bộ sản phẩm của Shopee sang Pixeler nhé. Bấm vào nút đồng bộ sản phẩm, rồi sẽ ok ạ. Ở đây sẽ hiển thị 3 trạng thái là trạng thái tất cả, chờ import to stock và đã import to stock. Các bạn có thể chọn các sản phẩm dưới 3 trạng thái này để import to stock. Ở đây bạn có thể thao tác import từng sản phẩm một, bấm vào nút import to stock. Hoặc là các bạn có thể chọn các sản phẩm cần import, rồi bấm vào nút import to stock. Ở đây các bạn muốn di chuyển sang sàn nào thì chọn sàn ấy nhé. Mình muốn di chuyển sang TikTok shop, rồi chọn một shop của TikTok. Ở đây các bạn có thể chọn nhiều shop một lần nhé, rồi bấm import. Ok, đã import thành công, các bạn có thể bấm nút hộp nháp để đi nhanh vào hộp nháp của TikTok, hoặc là bấm hoàn thành, rồi bấm vào hộp nháp của TikTok để vào từ đây ạ. Ở đây còn có cách thứ ba, các bạn có thể di chuyển cả gian hàng luôn. Sau khi bấm vào nút di chuyển cả gian hàng, các bạn có thể nhìn thấy ở bên trái, bạn có thể chọn shop của Shopee. Ở khu này di chuyển dữ liệu các bạn đã chọn sàn nào, thì khi sử dụng tính năng di chuyển cả gian hàng, ở đây sẽ hiển thị ra shop của sàn ấy nhé. Mình đã chọn Shopee cho nên ở đây chỉ có shop của Shopee ạ. Rồi, các bạn có thể chọn di chuyển các sản phẩm dưới trạng thái còn hàng hoặc là tất cả. Ở bên phải này, các bạn có thể chọn di chuyển sang sàn nào, mình sẽ di chuyển sang sàn TikTok và chọn một shop của TikTok. Ở đây một lần chỉ có thể thao tác di chuyển sang một shop ạ. Tiếp theo ở bên dưới này các bạn cần lưu ý nhé. Các bạn có thể bỏ qua các sản phẩm bị trùng lặp, bấm vào nút hộp nháp để đi nhanh vào hộp nháp của TikTok shop ạ. Sau khi vào hộp nháp của TikTok, các bạn cần chỉnh sửa các thông tin của sản phẩm, sau đó mới có thể đăng lên ạ. Ở đây các bạn có thể thao tác từng sản phẩm một để chỉnh sửa, bấm vào nút chỉnh sửa này, rồi sẽ đi vào trang thông tin sản phẩm để chỉnh sửa các thông tin. Tiếp theo, các bạn có thể lọc ra các sản phẩm mình muốn chỉnh sửa, rồi bấm vào nút chỉnh sửa hàng loạt để thao tác cho nhanh ạ. Sau khi vào trang ghép nối danh mục và thuộc tính của sản phẩm, các bạn cần lưu ý nhé. Nếu mà các bạn di chuyển dữ liệu sản phẩm cộng sản, tức là di chuyển từ shop Shopee sang shop Shopee của mình, thì ở đây hệ thống sẽ tự động điền vào các danh mục và thuộc tính. Nếu mà các bạn di chuyển khác sản, ví dụ bây giờ mình di chuyển từ Shopee sang TikTok shop, ở đây chúng ta phải điền thủ công nhé. Tức là các bạn cần chọn danh mục và thuộc tính bằng thủ công ạ. Ở đây các bạn cần điền xong các thông tin danh mục và thuộc tính mới có thể đi vào bước tiếp theo nhé. Về phần này, nếu các thông tin có dấu sao màu đỏ, các bạn có bắt buộc phải điền, rồi bấm vào lưu và tiếp theo sẽ đi vào trang chỉnh sửa hàng loạt. Ở bên trên này các bạn có thể lọc ra các thông tin của sản phẩm để chỉnh sửa hàng loạt, mình sẽ lọc hết nhé. Tiếp theo xem từng thông tin một ạ. Các bạn lưu ý ạ, nếu mà có nút này có ý là sẽ có thể chỉnh sửa hàng loạt về thông tin này. Trước hết chúng ta xem vào ảnh của sản phẩm. Đây có dấu sao màu đỏ, ý là sẽ bắt buộc phải thêm vào hình ảnh của sản phẩm. Ở đây không có nút chỉnh sửa hàng loạt, các bạn chỉ có thể thao tác từng sản phẩm một nhé. Các bạn có thể xóa hoặc là bấm vào nút chỉnh sửa hình ảnh. Rồi ở đây sẽ có thể giúp cho các bạn chỉnh sửa hình ảnh của sản phẩm ạ. Chỉnh sửa xong các hình ảnh
thì là ok ạ. Tiếp theo là tên của sản phẩm cũng bắt buộc phải điền ạ. Các bạn có thể thêm vào tiền tố và hậu tố Pixeller Việt Nam rồi sẽ thêm thành công ạ. Tiếp theo là mô tả của sản phẩm. Có 3 cách để thay đổi nhá. Bạn có thể thay thế ký tự hoặc là xóa ký tự hoặc là thêm ký tự. Có thể chọn cách chỉnh sửa mô tả theo yêu cầu của mình ạ. Sau khi chỉnh sửa xong bấm đồng ý. Tiếp theo là thương hiệu sản phẩm. Ở đây, trước khi chọn thương hiệu, bạn có thể bấm vào nút đồng bộ để đồng bộ thông tin mới nhất của thương hiệu ạ. Bạn cũng có thể cài đặt SKU hàng hóa ở đây ạ. Rồi thêm vào tiền tố Pixel này. Bấm đồng ý, tồn kho, kho. Thông tin kho cũng có nút đồng bộ. Các bạn bấm vào nút đồng bộ để đồng bộ các thông tin mới nhất của kho trên các gian hàng. Rồi bấm đồng ý. Kích thước sản phẩm, điền xong sẽ bấm đồng ý. Cân nặng cũng bắt buộc phải điền ạ. Và nếu các bạn đồng ý thanh toán COD, ở đây có thể bấm đồng ý hoặc là bấm không đồng ý. Nếu các bạn không muốn chỉnh sửa sản phẩm này nữa, có thể bấm nút xóa để xóa sản phẩm này đi ạ. Ok, nếu mà các bạn đã xác nhận điền xong các thông tin có dấu sao màu đỏ, sẽ có thể bấm lưu và tải lên hoặc là hẹn giờ tải lên, chọn thời gian theo yêu cầu của mình ạ. Mình sẽ bấm lưu và tải lên. Ok, sau khi lưu và tải lên thành công, ở bên trên này sẽ hiển thị ra có mấy sản phẩm đã tải lên thành công và mấy sản phẩm đã tải lên thất bại. Rồi bấm đóng. Sau khi tải lên sản phẩm, các bạn cần chờ bên TikTok Shop phê duyệt sản phẩm. Sau đó có thể tìm các sản phẩm mình đã đăng dưới 3 trạng thái: đăng tải lên thất bại và sản phẩm online. Nếu các bạn không tìm thấy được sản phẩm mình đã đăng dưới các trạng thái còn hàng, đăng duyệt hoặc là thất bại của mục sản phẩm online, các bạn có thể tìm vào tải lên thất bại hoặc là đăng tải lên ạ. Rồi nếu mà sản phẩm đã đi vào trang tải lên thất bại, bạn có thể xem vào nguyên nhân thất bại của sản phẩm, chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu của TikTok Shop, sau đó tải lên một lần nữa là ok ạ. Cuối cùng mình xin nhắc một lần nữa nhé. Trong khi sử dụng tính năng di truyền dữ liệu của Pixeller, trước hết các bạn cần đồng bộ thông tin của sản phẩm từ Shopee sang Pixeller. Sau đó bạn cần chọn các sản phẩm dưới các trạng thái để di chuyển. Tiếp theo, bạn cần import sản phẩm từ Shopee trên Pixeller và hộp nháp của TikTok. Trong bước thứ ba, bạn có thể di chuyển cả gian hàng luôn và có thể bỏ qua các sản phẩm bị trùng lặp ạ. Cuối cùng, bạn có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong hộp nháp và đăng lên sàn TikTok ạ. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn còn có thắc mắc gì đối với tính năng này, có thể liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng của Pixeller để hướng dẫn các bạn nhé. Bye bye!